Thủ tướng thiết lập thế đứng mới trước hùng thần họ Tổ. Cuộc chiến cung đình đang tạm yên ắng, dự là tới hội nghị Trung ương lần thứ 10 sẽ có nhiều trận kịch chiến tiếp theo để tranh giành suất ủy viên Bộ Chính trị. Trước đây có đến 4 ứng viên cho chức Tổng Bí thư, nhưng giờ đây chỉ còn có 2, đó là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Thế liên minh tạm thời giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính rất có thể sẽ sớm đổ vỡ, đặc biệt khi mà Tổng Trọng sắp phải ra đi. Tô Lâm chưa ngồi vào ghế Tổng Bí thư nên vẫn chưa chắc chắn là người về đích, còn Phạm Minh Chính đối thủ nặng ký hơn Vương Đình Huệ rất nhiều. Tô Lâm cần phải nhớ tại đại hội lần thứ 13, Phạm Minh Chính từng làm cú nước rút vượt qua Vương Đình Huệ ở ngay vạch đích, đồng thời trải qua bao nhiêu sóng gió chính trường, bao nhiêu người gục ngã nhưng Phạm Minh Chính vẫn đứng vững. Sau khi Tô Lâm lên Chủ tịch nước và giành được chức Bộ trưởng Bộ Công an cho đàn em thân tín, thì Phạm Minh Chính có chuyến đi Trung Quốc và gặp gỡ Tập Cận Bình. Hầu hết các quan chức Việt Nam trong hàng tứ trụ khi sang Trung Quốc đều tìm cách gặp Tập Cận Bình để mà bàn mưu tính kế. Cho đến nay, dù là phe nào, phe thắng hay phe bại, thì đều phải tìm kiếm sự che chở từ Bắc Kinh. Trước khi tạo phản vào tháng 9 năm 2023, ông Tô Lâm cũng đi Bắc Kinh. Khi bị Tô Lâm dí đến đường cùng, thì Vương Đình Huệ cũng phải vội vàng tìm cách đi Bắc Kinh dài ngày. Giờ đây, sau khi tứ trụ triều đình đã thiết lập trật tự mới, Phạm Minh Chính lại có chuyến đi Bắc Kinh tiếp theo. Chuyện lãnh đạo các nước thăm thú qua lại là chuyện bình thường trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thời kỳ toàn cầu hóa, đây là điều cần thiết. Tuy nhiên, những chuyến thăm của quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam sang Bắc Kinh lại không bình thường chút nào. Các cam kết được ký kết trong chuyến đi này cũng không hề bình thường. Khi ông Chính thăm Trung Quốc, Vietnam Airlines đã tỏ ý xem xét về việc mua máy bay dân dụng cho Trung Quốc sản xuất. Đây là canh bạc rất mạo hiểm mà người trả giá cho sự mạo hiểm đó là tính mạng của hành khách. Bởi sự an toàn của máy bay Trung Quốc vẫn đang là dấu hỏi lớn trên thị trường thế giới. Các hãng hàng không trên thế giới, kể cả hãng bay Trung Quốc, cũng đang tỏ ra rất thận trọng. Ngoài ra, trong chuyến đi này, ông Phạm Minh Chính còn đề nghị phía Trung Quốc xây dựng đường sắt đô thị cho Việt Nam, bất chấp sự thất bại thảm hại của dự án Cát Linh Hà Đông. Đây là việc tự chuốc lấy thiệt thòi cho Việt Nam. Vậy ông Phạm Minh Chính lấy cái gì để mà đổi? Điều này chỉ có ông Phạm Minh Chính và ông Tập Cận Bình mới biết được. Những ký kết với Trung Quốc đem lại bất lợi cho Việt Nam, bị hầu hết giới thạo tin đánh giá rằng đây là sự đổi trác. Các quan chức của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đều đem quyền lợi quốc gia để đổi lấy sự ủng hộ chính trị từ Trung Quốc. Theo cách như vậy, bất kỳ quan chức cộng sản nào cứ sang Bắc Kinh là lại ký những điều khoản bất lợi cho đất nước, nhưng khi sang các nước phương Tây thì họ vẫn đòi hỏi quyền lợi một cách sòng phẳng. Vậy thì không dùng quyền lợi quốc gia để mua để ủng hộ chính trị của Trung Quốc thì đấy là cái gì đây? Câu hỏi được dư luận đặt ra. Chuyến đi của ông Phạm Minh Chính sang Trung Quốc liệu có mang lại sự an tâm cho ông Thủ tướng hay không thì chưa biết, chỉ biết ông Chính có thể an tâm hơn so với việc lạnh nhạt từ Bắc Kinh. Trong thời loạn sứ quân này, Tập Cận Bình không dại gì đi thọc tay sâu vào chính trường Việt Nam để đè người này cứu người kia, khi mà người nào cũng mang lại quyền lợi quốc gia sang để mà dâng hiến cho thiên triều. Bên nào thắng thì Bắc Kinh cũng có lợi cả. Cho nên dù củng cố quan hệ với Bắc Kinh, Phạm Minh Chính vẫn phải tự lo cho bản thân trước một hung thần họ Tô đang muốn tẩy sạch tất cả. Hậu Nguyễn Phú Trọng sẽ là trận chung kết Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Mỗi người đều phải tự lo lấy thân của mình. Ai thắng thì người ấy cũng sẽ thay mặt toàn đảng mang quyền lợi quốc gia sang mà thiên triều cúng tiếp. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Thủ tướng thiết lập thế đứng mới trước hung thần họ Tổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thủ tướng chấp nhận về nhì hay ủ mưu cho chức vô địch? Chính trường Việt Nam trong 3 tháng qua có quá nhiều biến động. Nhóm quyền lực thân cận ông Tổng Bí thư đã lần lượt ngã ngựa. Giới thạo tin cho rằng trong trận chiến này, Tô Lâm bắt tay Phạm Minh Chính để dọn dẹp thế lực ông Tổng nâng đỡ. Tô Lâm sẽ là người về nhất, còn Phạm Minh Chính là người về nhì. Với việc an phận ở vị trí thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, vị trí Tổng Bí Thư sẽ nhường cho Tô Lâm. Rõ ràng Tô Lâm nhắm vào ghế Tổng Bí Thư, tuy nhiên nếu nói Phạm Minh Chính cam phận về nhì và an phận với vị trí thủ tướng thì chỉ mới thấy bề ngoài. Phạm Minh Chính là con người đầy tham vọng, liệu ông ta có cam phận làm nhân vật về nhì hay không? Ở Trung Quốc cũng có một nhân vật từng về nhì, đó là ông Lý Khắc Cường, cố thủ tướng Trung Quốc từng nắm quyền 2 nhiệm kỳ dưới thời ông Tập Cận Bình. Ông Lý và ông Tập là cặp đôi đồng sàng dị mộng. Lý Khắc Cường luôn tìm cách thoát ra khỏi cái bóng của Tập Cận Bình, và ngược lại Tập Cận Bình cũng coi ông Lý là cái gai cần phải nhổ. Ông Lý Khắc Cường ở thế yếu vì ông là cấp dưới của ông Tập. Ông Lý hy vọng vào hệ thống đảng luật Trung Quốc được các lãnh đạo tiền bối lập ra. Theo đó, ông Tập sẽ phải nghỉ sau 2 nhiệm kỳ và ông Lý có cơ hội đi lên. Tuy nhiên, sau 2 nhiệm kỳ, ông Tập đã xóa bỏ những quy định này và tự cho phép bản thân ngồi trên ghế quyền lực suốt đời, đồng thời loại ông Lý Khắc Cường ra khỏi vũ đài chính trị. Sau khi rời khỏi vị trí quyền lực, Lý Khắc Cường đã tử vong một cách bí ẩn, giúp Tập trút bỏ được một gánh nặng và cũng là một nỗi lo lớn. Đấy là kết cục của câu chuyện bên Trung Quốc khi kẻ về nhì mâu thuẫn với kẻ về nhất. Giả sử Tô Lâm về nhất và Phạm Minh Chính về nhì thì rất có thể kịch bản Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường sẽ diễn ra tại Hà Nội. Hai người này không phải là người chung một nhóm quyền lực và quyền lợi thường mâu thuẫn với nhau nên chẳng ai chịu thua ai. Cái bắt tay của họ chẳng qua là vì tình thế, nếu có cơ hội thì sẵn sàng quay sang choảng nhau. Cho đến thời điểm này, ông Tô Lâm vẫn chưa phải là người về nhất, ông chỉ đang là người có cơ hội cao nhất. Ông Tô Lâm cần đợi đến lúc ông Trọng nhắm mắt xuôi tay mới có thể chạm vào vạch đích. Với bản chất quân phiệt, việc Tô Lâm sẽ thâu tóm cả chức Chủ tịch nước lẫn chức Tổng Bí Thư là điều có thể. Thực tế, Tô Lâm từng có tham vọng kiêm 2 chức khi mới lên làm Chủ tịch nước, đấy là Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an. Át hẳn, ông Tô Lâm không thể nào quên được tham vọng kiêm nhiệm 2 chức để vụt khỏi tay bởi Phạm Minh Chính. Giả sử Tô Lâm về nhất và Phạm Minh Chính về nhì, thì liệu Phạm Minh Chính có ngoan ngoãn vâng lời sếp hay không? Hay là lại ngồi rình sơ hở của sếp để mà ra tay? Đã lên đến chức thủ tướng thì chẳng mấy ai hài lòng dừng lại, bởi vị trí này cách ghế Tổng Bí Thư không xa. Trong khi đó, nếu ngồi ở ghế dành cho người về nhì thì Phạm Minh Chính cũng cảm thấy bất an. Với lò nằm trong tay của Tô Lâm thì biết đâu đến một lúc nào đó Tô Lâm lại quay lò thổi lửa, táp vào nhà Phạm Minh Chính thì sao? Còn nhớ vào hồi đại hội lần thứ 13 năm 2021, ông Phạm Minh Chính là nhân vật ít nổi bật trong giai đoạn chạy đua trước đại hội. Tuy nhiên, đến giai đoạn nước rút, Phạm Minh Chính đã bứt phá và đoạt ghế thủ tướng trước mũi của Vương Đình Huệ. Một kẻ âm thầm nhưng luôn có nước rút thần tốc thì ắt kẻ đó đã ủ mưu từ lâu trước khi ra tay. Tô Lâm có độ dũng mã và có thể nào địch nổi, nhưng Phạm Minh Chính cũng có lợi thế, đấy là giỏi ủ mưu và ra tay thì bất ngờ. Nếu Tô Lâm không cẩn thận, có khi lại trở thành nạn nhân của Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thủ tướng chấp nhận về nhì hay ổ mưu cho chức vô địch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de